Xin chào tất cả anh em nhé. Thì hôm nay mình nhiều anh em đang muốn tìm những cái sản phẩm mà nó rẻ. Đấy, thì hôm nay mình sẽ thanh lý cho anh em một số mẫu, ba mẫu bên mình đang thanh lý. Thì tại sao mình bán rẻ? Thì là mình nói luôn là cây này, cây màu đỏ này mình đang bán nó ra 1 triệu. Còn cây này mình đang bán với giá là 800. Còn cây này mình đang bán với giá là 1,5 triệu. Ok, bây giờ mình vào. Thì tất cả những cây này nó đều đang bị han và hơi xước sát một chút. Đó, thì anh em phải thông cảm thì mới có giá rẻ như vậy. Đấy, thường thường như ví dụ như cây này là bên mình bán với giá là 1 triệu, nhưng nó đã bị han, mình bán còn một nửa giá thôi anh em nhé. Đó, nó bị hàn này một chút, đó nó bị hàn này, thì anh em về đánh đi tí là chơi được thôi nhá. Thì anh em không thể, vì cái này nó có cây này có chốt chè này anh em nhé. Đó, hai chốt đi, đầy chốt đó, và vỏ nó cũng hơi bị sứt một chút ở bên này đó. Còn lại này nó không làm sao cả. Thì cây này bên mình đang bán với giá là 1 triệu. Cây này mình đang bán với giá là 800.000. Đó, nó cũng bị hàn đây, và nó hàn cũng khá nặng ở chỗ này. Đó, 800.000 thôi. Thường thường cây này bên mình phải bán tầm 1,8 đến 1,7 triệu, nhưng giờ mình nó bị han, mình cũng bán rất rẻ thôi. Cây này nó cũng có chốt tre anh em ạ. Đó, cây này mình bán là 1,5 triệu. Đó, thì anh em nhìn đó, nó cũng han một chút đây. Đó, nói chung nó cũng han lốm đốm cả rồi. Thì anh em nào khéo tay về lấy giấy dạng đánh đi tí và dầu vào, bỡ vào là rất là ok. Đó, thì mua hàng thì những cái sản phẩm này bên mình yêu cầu mua hàng bên mình phải yêu cầu có cọc, thì tiền cọc thì mình sẽ trừ vào tiền hàng cho anh em. Đó, nó cọc tùy 100, 200 gì đấy, tiền thẻ thôi. Đấy, ví dụ cây trên kia là 1 triệu, thì anh em cọc cho mình 50.000 hoặc 100.000 tùy. Đó, ví dụ anh em cọc cho mình 100.000, hàng đến thanh toán 900, tiền cước mình đã giả. Ok. Đó, ok chưa anh em? Thì anh em cần mua hàng ấy thì liên hệ với số điện thoại mình và hai Zalo bên dưới, thì cái Zalo nào anh em kết bạn được thì kết. Còn anh em đã đang xem trên YouTube ấy, thì anh em nhớ like và subscribe kênh của mình Kiếm Phong Thủy. Đó. Và anh em subscribe kênh và theo dõi những video tiếp theo của mình, vì thỉnh thoảng mình cũng có làm về thanh lý cho anh em ấy. Đấy, thì anh em nhớ theo dõi kênh của mình, subscribe kênh của mình nhé. Đấy, ví dụ anh em cần review về sản phẩm gì thì anh em kèm comment xuống dưới thì để mình làm clip cho anh em xem. Ok anh em.